Thưa quý vị, trong chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ trước, chúng tôi giới thiệu đến quý vị về nội dung vận động bầu cử. Trong chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị các hình thức vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hỏi Việc vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được quy định như thế nào? Trả lời. Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân. Khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử nếu có. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải thông tin chương trình hành động của người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. hỏi trách nhiệm của các cơ quan tổ chức đối với việc vận động bầu cử được quy định như thế nào? Trả lời, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo về vận động bầu cử ở địa phương. Các cơ quan báo chí ở Trung ương có trách nhiệm đưa tin về quá trình tổ chức công tác bầu cử, tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước, các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh cấp huyện cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cung cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu quốc hội ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cơ quan nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội đơn vị sự nghiệp tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương mình. Hỏi, trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào? Trả lời, những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử gồm lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp và pháp luật, hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác, lạm dụng chức vụ, dụ quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử, lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình, sử dụng hoặc hứa tặng cho ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, không được dần động bầu cử cho những người ứng cử thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để dần động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự công bằng bình đẳng đối với những người ứng cử Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại một hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên website brt.vn, kênh youtube brtgo, facebook.com Facebook tuyệt hình brt Còn bây giờ chương trình xin phép được khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị.